tại trùng tu tòa thánh nha. Hôm nay là ngày chủ nhật 30/7/2023 dương lịch nha. Ở trong hoàn thành rồi, đẹp lắm nha các bạn. Đây là còn đang làm cho hoàn thành ra cái phần cuối cùng nha các bạn, mọi người đang làm ra cái phần cuối cùng. Gia đình Happy TV xin chào quý cô chú chị và các bạn nha. Bây giờ gia đình Happy đang ở đây là mặt chính diện của tòa thánh Tây Ninh. Bây giờ là 10:30 ngày chủ nhật. 30/7/2023 nha. Thì cập nhật đại trùng tu bây giờ là hoàn thành 99% rồi nha các bạn. Ở phía hai tòa tháp phía trước đã sơn màu thành công rồi, bây giờ đã dỡ cái dàn tre ra gần hết rồi. Chỉ còn vài cây thôi nha các bạn. Mọi người đang nhìn ha. Phía trước chỉ còn đang sơn phết chỉnh trang phần cuối cùng thôi. Tính đến nay là đã đại trùng tu được 3 tháng rồi nha các bạn. Sau 3 tháng thì đã gần hoàn thành rồi nha. Hôm nay gia đình Happy TV cập nhật đại trùng tu vào ngày chủ nhật ngày cuối tháng 7 nha. Đây 360 độ phía trước cho mọi người cùng xem nha. Cái tòa tháp này thì cũng đã đại trùng tu xong rồi nha các bạn. Đây cái tòa phía trước nè, cái cây phía trước này là cái cây rất là cao, ở trên đỉnh đó có cái hạt trân châu nha các bạn. Hôm nay là chủ nhật nên du khách xung quanh đến để mà tham quan check in rất là nhiều nha các bạn ơi. Đây tham quan check in rất là nhiều luôn. Ở đây mình nhìn thấy mọi người đang chụp hình check in nha. Đây, ở đây có đồng phục học sinh đến đây du khách quá trời luôn. Cái hướng này á là mình nhìn thấy núi Bà Đen nha các bạn. Cái hướng này là mình nhìn thấy ở đây nè. Ở đây cách núi là theo Google Maps là 9 cây số nha các bạn. Đây, chụp hình check in này. Rất là nhiều luôn. Rồi, mình sẽ đi review 360 độ một vòng xung quanh cho các bạn cùng xem là đại trùng tu và ngày cuối tuần xung quanh đây như thế nào nha các bạn. Đây phía trước. Mọi người nhìn thấy nè, phía trước nè. Là vẫn còn cái trụ cây. Còn vài cây người ta đang làm cái dàn giáo cây này chưa có gỡ ra hết nha các bạn. Đây đây phía trước. Đó. Chưa có gỡ ra hết. Để sơn phết chỉnh trang lại cho nó thật đẹp nè. Những cái công đoạn cuối cùng nha. Wow. Mình nhìn thấy hai tòa tháp thì đã chỉnh trang màu sắc mới rất là đẹp rồi nha. Đây du khách người ta xếp hàng chuẩn bị đi vô nha. Đây rất là nhiều nè. Cái phía bên trái này là nữ phái nha. Nữ phái. Đây. Quý bà nữ phái. Nhưng mà người du lịch thì vẫn vô bình thường, nam nữ bình thường. Nhưng mà người bên đạo thì mặc lễ phục áo dài trắng thì sẽ đi vô, bên trái là nữ nha, bên phải là nam nha các bạn. Rồi. Đây. Toàn cảnh phía trước cho mọi người cùng nhìn lại một lần nữa này nha. Rồi. Ở đây du khách đang đi vô nè, với bé học sinh nè. Tân Bình. Rồi. Bây giờ mình đang quay cái phía này là cái phía bên nữ phái nha các bạn. Đây.
Phía bên đây thì đã gỡ cái dàn cây tre ra hết rồi, toàn cảnh màu mới, là sơn màu mới hết rồi nha các bạn. Sơn màu mới hết rồi. Ở đây mình lại gần mình coi cái màu mới các bạn coi. Rất là đẹp. Đây, sơn màu mới này. Wow. Hàng ngày bây giờ du khách là vô bình thường rồi nghe các bạn ơi. Chỉnh trang là 99% rồi, chỉ còn sơn phần chính diện phía trước thôi. Wow, mình đi một vòng 360 độ review cho mọi người cùng xem nha. Xung quanh bên hông này bây giờ là không còn giáo tre, dàn tre nữa hết nha, đã gỡ xuống hết rồi. Gỡ xuống hết rồi. Bây giờ còn một ít ở phía sau này mọi người nhìn ở phía bên trái. Đang sơn màu cho nó đồng bộ với tòa thánh nha. Cái vị trí này người ta hay gọi là chùa tòa thánh, nhưng mà bên đạo thật ra gọi là tổ đình tòa thánh thôi nha các bạn. Chùa là bên đạo Phật là chính. Mọi người hay dễ hiểu nhầm xưng hô như vậy thôi nha các bạn. Ở đây là đạo Cao Đài. Chỗ này là tổ đình tòa thánh Tây Ninh nha. Cái góc từ bên dưới nhìn lên nha các bạn. Wow. Cái hướng mọi người đang nhìn thấy là hướng chánh tay nha. Cái hướng này nhìn ra cửa chánh môn nha các bạn ơi. Nhìn ra cửa chánh môn. Wow. Xung quanh đây là các dàn tre người ta đã gỡ xuống hết rồi nè. Chỉ còn đang sơn phết cái tòa tháp phía sau nè, mọi người cùng nhìn thấy nha. Phía sau này vẫn còn đang dựng cái dàn để mà sơn mới lại nha các bạn. Mục đích của cái dựng cái dàn này là để sơn mới lại cho nó thật đẹp, để chuẩn bị cho 100 năm thành lập đạo nha các bạn. Chuẩn bị thôi chứ tầm khoảng 2 năm nữa mới tới 100 năm. Nhưng mà bây giờ là tu sửa từ từ, hoàn toàn để cho nó mới hết thẳng. Đây mình quay cận cái màu vàng mới cho mọi người cùng xem nha. Rất là đẹp nha. Cái hướng nhìn thẳng lên là hướng chánh tay nha các bạn. Hướng ra cửa chánh môn. Đây, cái dàn tre. Tre này là tre với trúc lấy ở Hồ Dầu Tiếng lên nha các bạn ơi. Hồ Dầu Tiếng. Ở đây còn đang sơn phết phần phía sau. Cái này là cái tháp phía sau nha các bạn. Tất cả những người làm sơn phết, chỉnh trang, tu sửa là những người trong đạo hết nha các bạn. Họ làm công quả, tu sửa cái này nha. Chứ không phải là mướn thợ làm. Nhưng mà rất là đẹp nha các bạn ơi. Đây, giống như là mây vẫy rồng vậy đó. Nhật ký. Bây giờ là gần 11 giờ rồi.
ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 7 2023 nha. Mình quay cái hiện trạng xung quanh 360 độ Tòa Thánh Tây Ninh cho mọi người ở gần xa không có dịp đi được thì có thể cập nhật được tình hình cảnh sắc với lại bài trí với lại xung quanh như thế nào. Mọi người nhớ bấm like ủng hộ, nếu có thông báo mới cập nhật Tòa Thánh có gì mới thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Hôm nay là ngày cuối tuần nên du khách ở khắp nơi về để mà check in chụp hình rất nhiều nha các bạn. Mình nhìn thấy phía bên trái quá trời xe khách, xe hơi, xe du lịch rất nhiều nha. Đây là cái góc nhìn, bên này là bên Nam Phái nha các bạn ơi. Nam Phái, bên này là bên Nam Phái. Cái hướng lên cũng là hướng Chánh Tây nha, hướng lên cửa Chánh Môn nha các bạn ơi. Phía sau mình nhìn thấy nè, có hình biểu tượng của Thiên Nhãn nha các bạn. Thiên Nhãn. Rồi, ở đây mình nhìn thấy các bậc nè, ô cao, ô thấp hơn. Khi mà mình bước vô á, là từ cái thấp nhất cái lên cao dần dần, nó biểu trưng cho các tầng mây nha các bạn. Càng ngày càng cao lên thì có người gọi là 9 tầng mây, có người gọi là giống như là các tầng thiên đàng phía trên cao vậy đó. Càng ngày càng cao lên nha các bạn. Khi mình đi vô trong cũng có các bậc càng ngày càng cao, mỗi bậc càng ngày càng cao lên. Cao nhất là cái phần đuôi nè, ngay chỗ Thiên Nhãn nha các bạn. Lưu ý là du khách là không có vô bằng cửa này nha các bạn ơi. Chỉ vô bằng cửa trước thôi. Cửa này là đặc biệt, không có vô bằng cửa này nha. Cửa sau cũng vậy, chỉ vô bằng cửa trước thôi và để dép bên ngoài nha các bạn. Rồi, bây giờ mình quay ra phía trước đủ một vòng 360 độ cập nhật cho mọi người. Bây giờ các mái hình màu đỏ nè, sơn màu vàng nè, còn mây màu xanh. Ở đây có ba màu, màu vàng, đỏ, xanh, nó cũng tượng trưng cho tam kỳ phổ độ. Thì bạn nào có thể gõ Google tìm hiểu thêm cái này ha. Cái ba màu biểu trưng trong các tầng mây xung quanh con rồng nha. Đây bên trái mình nhìn thấy xe du lịch, du khách quá trời luôn. Wow. Rồi, một vòng 360 độ hoàn thành nha. Đại trùng tu chỉnh trang bây giờ là 99% rồi, chỉ còn phía trước này thôi nha các bạn. Chỉ còn phía trước này thôi. Đang sơn chỉnh trang lại phần cuối cùng nha. Phần phía trước này cũng mới thay mới gạch rồi nha các bạn. Hôm trước mình có quay cái phần cập nhật hai tuần trước đó, là người ta lấy toàn bộ những cái gạch nè. Đây còn cái dấu cũ nè, để người ta thay mới nha các bạn. Những cái dấu này là cái dấu thay mới nè. Đây, cái dấu này là cái dấu thay mới ha, dấu thay mới nè. Những cái nào mà nó cũ hoặc là ố hoặc nó đen người ta thay mới. Đây còn chỗ này nữa, người ta đang làm dang dở nè, một chút nữa sẽ tới là thay mới hoàn toàn nha. Tại vài bữa nữa là có một cái đại lễ lớn vào ngày rằm tháng 8 nha các bạn. Tới lúc đó mình sẽ cập nhật chi tiết rõ hơn cho mọi người cùng xem nha. Mọi người nhớ đón chào video của gia đình Happy TV nha. Rồi,
bây giờ là 11 giờ. Cập nhật đại trùng tu toàn cảnh 360 độ Tòa Thánh Tây Ninh vào ngày Chủ nhật thứ bảy ngày 30. Đó, ngày Chủ nhật tháng 7, ngày 30 tháng 7 nha. Cái video mình đang quay đây là ngày Chủ nhật 30 tháng 7 2023 nha. Mình quay cập nhật đại trùng tu cho mọi người gần xa có thể xem được, từ xa nếu không có đi được nha. Mọi người nhớ bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Có video mới nó sẽ báo chuông và thông báo cho mọi người về các bản cập nhật mới nhất nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.